Con đang tìm hiểu về kinh Trung Bộ. Đối với hàng cư sĩ thì những kinh nào thuộc dạng là phải nghe? Thì trong kinh Tạng á, dành riêng cho cư sĩ thì sư nhiệt liệt đề nghị hai bài kinh là kinh 38 pháp hạnh phúc và kinh giáo thọ Thi Ca La Việt. Riêng cái bài kinh 38 pháp hạnh phúc á, vì nó có rất nhiều những cái lời dạy mà có thể quý vị hiểu chưa có hết. Cho nên là sư có loạt bài giảng kinh 38 pháp hạnh phúc ở trên YouTube, quý vị có thể nghe để hiểu rõ. Và đối với sư, hàng cư sĩ mà bỏ qua bài kinh này thì phải nói là tiếc vô cùng. Nên nghe, và nếu cần thiết thì phải nghe. Còn cái thứ hai là bài kinh giáo thọ Thi Ca La Việt. Thì bài kinh này quý vị tự đọc được nha. Giáo thọ Thi Ca La Việt thì ở trong trường bộ, còn 38 pháp hạnh phúc thì thuộc tiểu bộ. Thì đối với hàng cư sĩ, với sư thì đó là hai bài sư nhiệt liệt kêu gọi là nên nên đọc và cần phải đọc. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì thêm hay không? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, thì quý vị này hỏi là giống như đang tìm hiểu về kinh Trung Bộ á, thì cái hàng kinh nào thì hàng cư sĩ á, thuộc hạng phải nghe. Nói về phải nghe thì cái lời khuyên á, của Đức Hạnh Tuệ sư cũng hoàn toàn đồng ý rồi, nhưng mà riêng sư thì sư trả lời cho quý vị nó rộng hơn nha. Có nghĩa là Đức Hạnh Tuệ trả lời rất là chính xác, sư hoàn toàn đồng ý, có nghĩa là đó mới đó, cái đó là phải nghe đó. Nhưng mà ở đây cái từ phải này nè thì sư nói cho quý vị hiểu nó rõ hơn, nó rộng hơn. Không chỉ riêng kinh Trung Bộ thưa quý vị, mà quý vị phải hiểu là tuy mình hiện tại mình đây mình là một người cần sự, sư chỉ có lời khuyên là nếu kiếp này mình biết được Phật pháp thì mình hãy cố gieo duyên thật nhiều, chứ không phải riêng kinh Trung Bộ không, đúng không? Mà thậm chí mình phải gieo duyên Phật pháp. Gieo duyên ở đây là từ gieo duyên, sư nói là quý vị phải hiểu rộng hơn, là có thể là đôi khi mình đọc bài kinh, mình đọc bài kinh, đọc chánh tạng đó, mình đọc có thể kinh Trường Bộ, Trung Bộ, Tăng Chi, Tương Ưng đó, mình cứ đọc qua. Tại vì sao? Vì đó những lời Phật ngôn. Ngay cả mình phải gieo duyên với tạng luật hay tạng vi pháp thưa vị. Để vì sao? Bởi vì cái nhân duyên đó nó làm cho mình nó ngay trong sự tử luân hồi á. Lỡ may, hiểu không? Lỡ may mà những cái kiếp á, có những cái kiếp mà không có Phật pháp, hay là có những kiếp mà có Phật pháp, thì lỡ may mà mình có bạn bè mà rủ rê thì mình nghe đến Phật ngôn hay là mình nghe đến từ Phật á, mình nó không có lạ lẫm đối với mình. Cho nên là ngoài cái việc những bài kinh mà trọng yếu của người cư sĩ mà Đức Hạnh Tuệ khuyên quý vị á, thì sư cũng khuyên quý vị là mình nên có cái việc tìm hiểu á, nó bao quát hơn, mà gọi là tâm tạng, đúng không? Mình cứ đọc đi, cứ đọc đi. Tại vì có một câu mà ta hay nói, có nghĩa là không bổ bề dọc bổ bề ngang, đó là như vậy. Đó, ý sư ý ý của sư là sư muốn nhắn gửi vị như vậy. Đúng không? Nếu mình tìm hiểu, mình tìm hiểu là chuyên về bài kinh cư sĩ thì nó cũng tốt thôi, tốt rất tốt chứ không gì. Đó. Nhưng mà có một tài liệu, có tài liệu cũng này cũng khá uy tín mà sư có thấy là có ghi là tài liệu có quý vị có search là các bài kinh Phật mà nói cho người tại gia đó, thì tác giả là John Carey, cái người dịch là Lê Kim Kha đó, là cái tài liệu này nè, cái tài liệu xin nhắc lại ha, quý vị có thể search trên Google là các bài kinh Phật nói cho người tại gia đó, cái tác giả là John Carey, người dịch là Lê Kim Kha, thì trong đây là cũng có liệt kê những cái bài kinh riêng cho
người cận sư nam, cận sư nữ, mà trong tam tạng kinh điển Pali đó. Thưa quý vị, đó quý vị có thể sạch tài liệu đó, quý vị có thể xem những bài kinh cho người cư sĩ. Trước khi kết thúc câu trả lời này á, thì sư nhấn mạnh là cái lời khuyên là tụ chung là mình nên nghiên cứu tổng tổng thể tam tạng, tức nghĩa là tất cả lời Phật dạy, tụ chung lại tất cả lời Phật dạy, để khi để chi, để đây là nhân là duyên, để may này trong sinh tử luân hồi á, trong kiếp nào có Phật, có pháp, có tăng, hay là trong kiếp nào chỉ còn giáo pháp Đức Phật, những lời dạy của Đức Phật thôi, thì mình không có lạ lẫm với những lời Phật dạy. Cái điều đó điều quan trọng, phải không? Ví dụ mình nghe vị diệu pháp mình cũng không có lạ, còn cái mình mà không có gieo duyên đều á, mà gieo duyên một mảng thôi á, thì lỡ nhiều may nhiều kiếp cái mình nghe, ví dụ mình cái kiếp đó đi, mình trong thời kỳ Phật pháp, mình nghe tới vị diệu pháp thì mình nghe nó lạ lắm, mình nghe nó tưởng mình nó cái mình cho là vị diệu pháp không phải là Phật dạy, là đi vị diệu pháp là sau khi Đức Phật nhập diệt cho ai chế rồi đó, thì mình không tin, tại vì vốn dĩ trong quá khứ, vị hiểu không, trong quá khứ mình không có gieo duyên đều. Cho nên là vị ghi nhớ cái lời này, không? Mong quý vị sẽ đạt được ngay trong lễ, ngay trong hiện tại, trong tương lai. Và cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi này.